Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Hỗ trợ tín dụng giúp nông dân giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mục Nhà nông cần biết sẽ là một số lưu ý bà con nông dân trong nuôi dế mèn thương phẩm tại nhà. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thưa bà con và các bạn, chăn nuôi nông hộ theo hướng gia trại trang trại thời gian qua đã có khá nhiều ưu điểm và phù hợp với các hộ ở miền núi, đó là tận dụng được đất đai và lực lượng lao động nông nhàn. Để tận dụng lợi thế này, hiện nay các địa phương miền núi Thanh Hóa đang hướng dẫn tạo điều kiện cho người chăn nuôi chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ manh mún sang chăn nuôi nông hộ theo hướng trang trại gia trại có kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi. Các địa phương cũng đang xây dựng mô hình liên kết thông qua việc tổ chức các hợp tác xã theo chuỗi ngành hàng, tăng sức cạnh tranh thị trường, bảo vệ quyền lợi người chăn nuôi. Các cơ quan khuyến nông tăng cường hướng dẫn nông dân nâng cao trình độ kỹ thuật chăn nuôi, giúp người chăn nuôi trong việc đảm bảo chất lượng đồng đều, tạo thuận lợi cho khâu tiêu thụ. Chính từ những việc làm này mà hiện nay, chăn nuôi nông hộ ở các huyện miền núi Thanh Hóa đang trở thành hướng phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững cho nông dân. Năm 2020, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đạt tổng sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản hơn 56.000 tấn, tương đương với trên 1.700 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2019. Để đạt được kế hoạch đề ra, huyện Hoàng Hóa đang tăng cường công tác tổ chức, quản lý hoạt động khai thác nhằm mục tiêu khai thác bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá trên các vùng biển xa, tăng cường quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm, đảm bảo an toàn cho ngư dân đi biển gắn với củng cố, kiện toàn các tổ đội sản xuất trên biển. Đối với lĩnh vực nuôi trồng, huyện Hoàng Hóa đã chuyển đổi và mở rộng diện tích lên 1.800 ha, đưa các đối tượng con nuôi chủ lực có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng như tôm thẻ chân trắng, tôm sú, ngao bến tre, cua xanh. Thời gian qua, một số địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã chuyển đổi diện tích đất màu, đất trồng ngô lấy hạt sang trồng ngô lấy thân cây làm thức ăn cho gia súc, nhất là chăn nuôi bò sữa. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, hiện diện tích trồng ngô làm thức ăn trên địa bàn tỉnh là 1.558 ha, tăng 178,2 ha so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu ở các huyện Yên Định, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Thạch Thành. Hiện các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thấy rõ lợi ích hiệu quả của việc chuyển đổi trồng ngô lấy thân cây phục vụ chăn nuôi gia súc. Rà soát đánh giá các yếu tố sản xuất tiêu thụ để định hướng trồng ngô lấy thân cây làm thức ăn cho gia súc phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Vừa qua, tại xã Hoàng Đạt, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống lúa lai 2 dòng MHC2 vụ xuân 2020. Với quy mô 5 ha và 10 hộ dân của xã Hoàng Đạt, huyện Hoàng Hóa tham gia, giống lúa lai 2 dòng MHC2 đã được trồng thử nghiệm vụ đầu tiên. Đây là giống lúa do công ty trách nhiệm hạn Mahico Việt Nam nghiên cứu chọn tạo, có thời gian sinh trưởng ngắn và có thể trồng 2 vụ một năm. Qua quá trình theo dõi chăm sóc và đối chứng với các giống lúa khác cho thấy, giống lúa này có năng suất cao hơn, ước đạt 70 tạ một hecta. Đặc biệt, giống lúa MHC2 có khả năng chống đổ tốt, chịu rét tốt và ít bị sâu bệnh gây hại, sẽ giúp nông dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm ô nhiễm môi trường. Đánh giá của các cơ quan chuyên môn cũng cho thấy giống lúa MHC2 có chất lượng gạo ngon, cơm mềm, vị đậm. Về hiệu quả kinh tế, trừ chi phí sản xuất, bà con nông dân sẽ có lãi trên 16 triệu đồng một hecta. Việc kịp thời triển khai hỗ trợ nông dân bằng các gói tín dụng, thực hiện giãn nợ cũng như hạ lãi suất của hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đã giúp nhiều hộ nông dân ổn định sản xuất, đứng vững trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chuỗi nhà hàng khách sạn phải dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm trang trại nuôi thỏ thương phẩm gần 4.000 con của gia đình chị Hoàng Thị Vân ở thôn 3 xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn. Thỏ nuôi lớn không được xuất chuồng, lại thêm chi phí vào thức ăn, nhân công chăm sóc khiến gia đình phải bán lỗ và thiếu vốn để tái sản xuất. Tưởng như rơi vào bế tắc do vốn liếng đầu tư cho chăn nuôi đều đi vay. Nhưng sau khi tổ chức tài chính vi mô tỉnh Thương Tim Thanh Hóa rà soát, gia đình chị Vân đã đủ điều kiện được cho giãn nợ,
Đồng thời với sự giúp đỡ từ hội nông dân, gia đình chị đã được vay thêm 50 triệu từ Quỹ Tín dụng Nhân dân để khôi phục sản xuất. Chung là qua dịch Covid thì gia đình cũng có nhiều cái khó khăn. Tài chính vi mô là tình thương, quỹ tiêm thì có hỗ trợ kịp thời để xoay lại cái nguồn vốn để quay vòng, để chăn nuôi ổn định hơn. Ảnh hưởng chung từ dịch Covid-19 đã khiến nhiều quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô sụt giảm vốn huy động, dư nợ cũng tụt xuống. Tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, dù dư nợ trong 4 tháng đầu năm 2020 giảm tới hơn 2 tỷ đồng, thế nhưng với sự chủ động sớm đưa ra các giải pháp nên đơn vị đã kịp thời chia sẻ với người dân trên lĩnh vực tài chính. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, đơn vị đã triển khai gói hỗ trợ 6 tỷ đồng để giãn nợ, hạ lãi suất cho 33 hộ nông dân và một số doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Ở 67 quỹ tín dụng nhân dân và 14 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn cả tỉnh hiện cũng đã thực hiện khoanh nợ, giãn nợ cho tất cả các hộ nông dân có đủ điều kiện giúp họ tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất. Cơ cấu lại kỳ hạn vay và giảm lãi suất vay cho các cái đối tượng thành viên trực tiếp chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid. Khi được sự hỗ trợ của tím và cũng như là sau dịch bệnh thì các hộ cũng rất nhanh đi vào sản xuất trở lại bình thường. Sau khi mà giãn cách xã hội được công bố thì quỹ tín dụng là tiếp cận với khách hàng và giảm đi 0,2% lãi suất cho vay đối với khách hàng để tạo cho khách hàng có điều kiện là vay vốn để sản xuất kinh doanh. Và cán bộ tín dụng cũng như là cán bộ quỹ tín dụng nhân dân ấy, là trực tiếp được phân công xuống địa bàn xem xét miễn giảm lãi suất tiền vay cho khách hàng. Và sắp tới chúng tôi phải tiếp tục là giảm bớt lãi suất để cho khách hàng đến vay với một cái điều kiện nhanh nhất và tiện lợi nhất. Để đồng hành chia sẻ khó khăn cùng khách hàng, trong đó có các đối tượng là nông dân. Trong vòng hơn 3 tháng kể từ khi có các văn bản chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho tới nay, các quỹ tín dụng tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ được cho hơn 300 khách hàng hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, các hộ nông dân với tổng dư nợ khoảng 80 tỷ đồng thông qua các biện pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay các khoản nợ hiện hữu, giảm lãi vay đối với các khoản cho vay mới. Thời gian tới, ngoài việc giãn nợ không tính lãi phạt, các đơn vị cũng sẽ giảm lãi suất vay ngắn hạn 0,5% một năm, khoản vay chung dài hạn khoảng 1% một năm cho khách hàng là nông dân đang vay vốn bị thiệt hại do dịch bệnh. Một số đơn vị cũng triển khai chương trình chung sức khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, miễn phí một số dịch vụ cho cá nhân, nhất là với các hộ nông dân, nhằm giúp các đối tượng này giảm bớt thời gian giao dịch, bớt các chi phí phát sinh, góp phần ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp. Thưa bà con, thưa các bạn, hiện nay dế mèn đang được ưa chuộng nhờ vào thành phần dinh dưỡng cao và những tác dụng tốt trong đông y. Bởi vậy mà nhiều gia đình đã tìm hiểu cách nuôi dế mèn tại nhà sao cho đơn giản mà vẫn hiệu quả. Trong chương trình hôm nay, mời bà con cùng tìm hiểu về vấn đề này. Dế mèn có thân hình nhỏ bé dài khoảng 2,5 cm, có 4 chân nhỏ và 2 chân sau lớn giúp nhảy cao. Đa phần dế mèn có màu nâu nhạt, nâu đỏ và đen. Chuồng nuôi dế mèn khá đơn giản. Bạn có thể sử dụng chậu, thau đã cũ. Nắp đậy thường là lồng bàn, rổ, nắp xô có đục lỗ, đảm bảo sự thoáng mát và không khí lưu thông bên trong. Hoặc có thể đóng các miếng gỗ thành một cái chuồng nhỏ. Ban ngày mở nắp ra để dế được tiếp xúc với không khí và tối thì đậy nắp vào vì dế thường nhảy vào ban đêm và cũng tránh được các vật nuôi khác ăn thịt. Thiết bị chăn nuôi đi kèm bắt buộc là máng thức ăn, nước uống. Nước đổ vào máng chỉ cao khoảng 0,5-1 cm. Để tránh dế bị chết khi ngã vào. Thức ăn cho dế mèn đa dạng, chúng có thể ăn các loại cỏ, cả cỏ khô và cỏ tươi, lá khoai lang, lá đu đủ, lá sắn, rau muống, dưa chuột, cùi dưa hấu, rễ cây. Những nguyên liệu này đều phổ biến và sẵn có trong mỗi gia đình, nên việc nuôi dế mèn tại nhà khá dễ dàng. Ngoài ra, bạn nên bổ sung các loại cám xay nhỏ cho dế mèn và luôn để ý nước uống sạch cho dế mèn. Dùng bình nước nhỏ xịt vào chuồng để tăng độ ẩm trong những ngày hanh khô. Bản tin vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và gặp lại. Bà con quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa.